Lâu rồi không nói chuyện với các bạn, hôm nay có cái chủ đề nó cũng chả phải mới mẻ gì cả, nó cũng hơi cũ rồi. Đấy là cái mấy cái ông lải nhải suốt ngày trên mạng là tại sao Việt Nam ta phải đấu tranh giành độc lập tự do, chống đế quốc, chống thực dân, các nước khác người ta tự trao trả độc lập, không cần phải phải, phải... Nói các bạn nghe, kể cả Cú Huy và Vũ ấy, tất cả những cái diện linh tinh gì, kể cả mấy ông trí thức trí ngủ gì, bọn ba que, toàn những cái bọn không biết xử, ngu dốt về xử, ngu. Trong lịch sử trước đế quốc thực dân, trước Pháp và Anh, và ai là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, hai nước, hai thực dân hành xử cùng một mục đích, nhưng cách hành xử của họ hoàn toàn khác. Anh với Pháp cũng vậy, Anh với Pháp hành xử hoàn toàn khác. Người Anh, các bạn nghe thấy, người Anh chiếm Ấn Độ. Tôi nói ví dụ, Ấn Độ là một trong những thuộc địa lớn của Anh. Các bạn thấy, có thấy bao giờ nghe những vụ đánh nhau giữa Anh và Ấn Độ như Việt Nam với Pháp không? Có không? Không có. Người Anh người ta vào chiếm nước Ấn Độ mà không cần mà tốn một viên đạn luôn. Cái sách của người Anh chiếm nước Ấn Độ là nó cũng giống như Mỹ bây giờ vào các nước á. Mỹ bây giờ là họ thừa kế cái của mẫu quốc họ là nước Anh. Cái sách lược đối với các nước thuộc địa, họ đối xử như thế nào? Họ đâu có cần thiết phải dứt khoát phải đưa quân đội mình vào như vào Việt Nam mình đâu. Đó là cái sai lầm của họ. Họ làm theo kiểu họ chỉ có dùng đồng đô la, thì ngày xưa người Anh họ cũng vậy. Họ vào là họ biết là cái Ấn Độ là một cái nước nhiều chủng tộc, nhiều cái tôn giáo khác nhau. Thì họ vào họ chỉ có như vậy là xúi bên này đánh bên kia, rồi ủng hộ bên này đánh bên kia. Thế thôi, họ đến lúc khi mà bên này thắng rồi thì họ nghiễm nhiên là họ nắm được quyền. Đấy. Còn đi lúc họ đi ra thì họ trao trả độc lập họ, bởi vì họ khi cái phong trào của Ấn Độ nó mạnh thì họ không chấp nhận Anh nữa, thì Anh buộc phải ra, phải trao trả, không còn cách nào khác. Còn cái kiểu các nước sau cái Điện Biên Phủ thì nước Pháp mới có được cái bài học đau đớn, thì họ trao trả cho mười mấy nước ở châu Phi đấy. Đấy là nhờ Việt Nam. Việt Nam đánh Pháp năm 1954 thì nhờ đó cái phong trào của các nước thuộc địa của Pháp khi ấy nó lên cao, thì Pháp biết rằng không thể nhai được nữa, nhưng mà dẫn ra điều kiện của họ thì nó khác gì với cả Thái Lan đâu, để tránh được chiến tranh đâu, hiểu không? Kiểu bán nước theo cái kiểu kiểu Thái Lan, tức anh giành đặc quyền đặc lợi, rồi là nói ngay cả nước Mỹ ngày xưa cũng vậy, để nước Anh chấp nhận cho độc lập là phải chấp nhận gì, bao nhiêu điều khoản về kinh tế, in tiền Mỹ thì vẫn là Anh nó in. Thì các nước thuộc địa châu Phi đối với nước Pháp cũng vậy, độc lập thì họ vẫn chỉ là tiền bạc các thứ là thuộc quyền ngân hàng Pháp, những dự trữ ngoại tệ, những chữ vàng, những cái nhiều tài sản là bắt buộc phải để ở Paris, thì cái điều kiện để độc lập là như vậy. Thì nước Thái Lan họ tránh được chiến tranh, tránh được các nước xâm chiếm là cũng là vì vậy. Việt Nam mình, nếu các vua tôi nhà Nguyễn nếu mà chấp nhận bán rẻ đất nước, bán rẻ quyền lợi của người dân thì chắc chắn là Pháp nó cũng chả đánh đâu. Mình cái đấy là mình phải đề cao chính quyền nhà Nguyễn họ đã. Tất nhiên Nguyễn Ánh lịch sử ghi, mình nói là không thể nào là một người Nguyễn Ánh xấu, thì Nguyễn Ánh cõng rắn cắn tất cả cả nhà, thì tất cả cái hệ thống vua tôi nhà Nguyễn sau này đều vậy, không phải. Đời cha có thể là Việt gian bán nước, nhưng đời con có thể là người yêu nước. Thế đấy là chuyện bình thường. Đấy. Thì nhà Nguyễn, những cái vua tôi nhà Nguyễn đời sau này họ đã không chấp nhận cho Pháp
những cái hưởng những đặc quyền đặc lợi đứng trên quyền lợi của người dân, hay là phản đối cái bọn bọn Thiên Chúa giáo, bọn Công giáo nó vào, nó đi truyền giáo, nó mọi rợ, nó định thiên công giáo hóa người Việt Nam mình. Đấy, các tôn giáo. Bởi vì sao? Người ta cứ chê là như vậy, là người đạo Hồi lạc hậu này nọ kia. Còn cái bọn các tôn giáo, bọn Công giáo ở Việt Nam mình nó còn lạc hậu, còn bần tiện, còn đều hơn cả bọn Hồi giáo bên này. Nó khác gì đâu. Nó cũng sống, nó cũng chả khác gì nhau cả. Nó thật sự. Cứ chuyện mở miệng ra chê người Hồi giáo như người Công giáo ở Việt Nam, ở châu Á cũng vậy thôi, khác gì đâu, chả khác gì đối với người Hồi giáo bên này cả. Cũng cuồng tín, cũng mọi rợ, cũng kiểu như vậy. Chuyện nhà Nguyễn họ phản đối là vì thế. Nhưng mà nó khác biệt ở Thái Lan là với Việt Nam, là ở Thái Lan vua tôi để giữ được quyền, được chiếc ghế ngai vàng, giữ được ngai vàng thì ông bán giải các quyền đặc lợi đất nước. Đấy. Nhưng cái giới người Thiên Chúa giáo ở Thái Lan ấy, họ không sẵn sàng bắt tay với nước ngoài để bán giải tổ quốc như là người Công giáo ở Việt Nam mình. Đấy. Bạn biết là Pháp nó chỉ đưa một lượng quân rất nhỏ và nó chiếm được cả Việt Nam là nhờ công ơn của cái đám người Công giáo. Thế còn nói chuyện là bảo đấy, như các vị cứ nói là trao trả độc lập, nước Anh họ không chiếm thì họ không thể nào mà gọi là trao trả độc lập đó. Mà họ cái đấy họ bắt buộc phải phải cút thôi, bởi vì khi mà đất nước chia rẽ thì anh vào anh mua bán trao đổi, khi mà họ có người đứng ra đoàn kết thì tự dưng họ sẽ cả cái đất nước đấy đoàn kết, không chia rẽ được tôn giáo nữa, không làm gì được nữa cả, thì các anh phải rút thôi, chứ không phải là gọi là trao trả trả độc lập, thì nó cũng chỉ là một không đúng nghĩa. Nó thật sự thế. Vì thực dân Anh nó có vào nó chiếm Ấn Độ đâu, nó đưa quân đội vào chiếm Ấn Độ đâu. À, mà nó chỉ là tuần vũ khí, tuần tiền bạc, vàng bạc các thứ vào cho bộ tộc này, nó thấy bộ tộc này mạnh hoặc là những cái phe phái này mạnh thì nó tuần vào, nó giúp đỡ để đánh những cái chỗ khác, để làm để sau đó là khi mà cái bộ tộc đấy lên nắm quyền thì là họ nghiễm nhiên được hưởng theo. Và tất nhiên cái bộ tộc đấy khi nhờ người Anh mới nắm được Ấn Độ thì đối với người Anh họ cũng phải kiêng nể, họ cũng phải nhường nhịn, họ cũng phải sẵn sàng bán rẻ những quyền lợi của đất nước. Đấy là chuyện tự nhiên rồi, cái giá của họ là như vậy. Nói các bạn là những cái đấy có sử sách còn ghi lại hết. Những vị nào mà lôm côm ở trên mạng, mở lên mạng mà đọc học đi. Dốt mà thích nói. Đó, chẳng qua là lâu nay tôi cũng không nói về những cái chuyện này, vì thật sự các bạn nó quá rẻ. Bọn nó quá rẻ, từ thằng Quy Hu Cù Huy Vũ mấy cái bọn gì, bọn Ba Que, nó thật sự toàn bọn luyên thuyên. Tôi nói các bạn biết là người hiểu biết họ rất nhiều, nhưng họ không thèm nói, bởi vì ngay cá nhân tôi cũng vậy, tôi bảo không muốn vật nhau với lợn. Đối với tôi, cái bọn nhật ký yêu nước hay là tất cả cái đám Ba Que gì ở hải ngoại, tất cả các hội đoàn cái bọn Ba Que là đám lợn. Tôi không bao giờ thèm vật nhau. Vào trang tôi thì tôi xóa, không xóa thì tôi block hết. À, chửi vào làm gì? Tôi thách cả cái cộng đồng hải ngoại, cả cộng đồng Ba Que, tất cả bọn Công giáo phản biện được những cái điều tôi nói được. Ai nói được không? Cho nên tôi không bao giờ thèm cãi nhau với bọn nó là vì thế. Không? Bởi vì đối với chúng tôi, tất cả chúng nó, đối với tôi, tất cả chúng nó đều là lợn hết. Một đám lợn đối với tôi, không bao giờ tôi vật nhau. Hôm nay tôi chỉ tranh thủ rảnh rỗi một chút thì giải độc cho các bạn về cái điều mà chúng nó thường huynh hoang. Thì bây giờ tôi lại phải ra làm việc tiếp. Bởi vì đây là phòng làm phía sau của cửa hàng. Phòng văn phòng làm giấy tờ rồi ăn uống các thứ làm sau này hết. Đấy. Thì bây giờ tôi lại phải ra làm tiếp. Có gì thì tôi sẽ phân tích nhiều thứ hơn nữa. Cảm ơn các bạn.